Trong video này kênh kho tư liệu xây dựng xin kính giới thiệu quý vị một số cái vị trí thi công những cái tiểu cảnh ở trong nhà và bên hành lang xung quanh để cho đẹp nhất. Thì đây là một cái biệt thự nằm ở khu Gia Hòa của quận 9. Thì đây là một cái vị trí thi công dưới gầm cầu thang tiểu cảnh mà chủ nhà tự đích thân tự làm theo những cái hình ảnh mà có trên mạng. Đây là cái vị trí tận dụng dưới gầm một cái cầu thang bộ để chúng ta làm tiểu cảnh, thì nhìn qua thì rất là lung linh và đẹp. Phần lớn những cái công trình khác thì những cái vị trí ngay dưới gầm cầu thang thì được chủ nhà thường làm những cái tủ hoặc là làm những cái phòng vệ sinh nếu những cái công trình có diện tích không lớn. Thì đây là những cái rất là khó chịu, thì bị mất một cái phần diện tích của trong nhà mà chúng ta cũng làm mất cái mỹ quan của những cái khu vực như thế này. Thường thì những khu vực ở dưới gầm cầu thang rất khó vệ sinh và thường bị ẩm, do nếu mà làm tủ đồ thì chúng ta vệ sinh khó và thường gây ẩm, gây đồ sẽ rất là khó chịu, làm mất cái vẻ đẹp vốn có của cái cầu thang bộ. Trong công trình thì một cái cầu thang bộ thì được gọi là một cái xương sống của công trình, sống của cái nhà, thì vẻ đẹp của nó thì sẽ toát lên vẻ đẹp của căn nhà. Vì thế những cái vị trí mà dưới cầu thang bộ thì chúng ta nên nghĩ cách làm những cái tiểu cảnh như thế này thì sẽ giúp cho cái nhà nó toát lên vẻ đẹp vốn có của nó. Đây là một cái điểm nhấn để làm cho cái nhà trông rất là sinh động và đẹp, đầy sức sống, màu xanh của cây lá nữa. Thì đây là chi tiết của một cái tiểu cảnh, nhìn qua thì rất là đẹp, nhưng mà thật ra cách làm của nó cũng khá là đơn giản, không có quá cầu kỳ, và chúng ta có thể tự làm cũng được, không cần phải thuê những cái thợ chuyên về bên tiểu cảnh hay là những cái thợ có tay nghề cao đâu. Chúng ta sẽ thiết kế những cái mảng tường bằng gạch trang trí này tùy theo vào những cái cao độ của cầu thang bộ như thế này của mình. Và chúng ta sẽ trên tường thì chúng ta sẽ chia thành 3 cái ô như thế này. Những cái gạch này thì những gạch trang trí kích thước là 10x60, 10x40, 10x50, 10x50. Thì chúng ta sẽ mua những gạch trang trí màu như thế này, ta về ta dán lên một anh thợ hồ lành nghề có thể dán được như thế này. Chúng ta vẽ sẵn lên trên tường này, chúng ta chỉ dán vào này thôi. Chúng ta sẽ xem cách chi tiết. Đây là những cái lớp đá đen được xếp chồng lên nhau. Đây là cái đá trang trí, đá tự nhiên. Đây là gạch chè đá, đá màu trắng. Dạ. Đây là cái đá gạch đá trang trí được ghép lại với nhau. Thì trong tường chúng ta sẽ đi sẵn những cái đường dây điện để gắn vào những cái đèn trang trí như thế này. Đây là hoa giả các bạn, nhìn như thật. Đó là sống nào. Thì bên dưới chúng ta sẽ tiến hành xây những cái bậc uốn lượn như thế này bằng gạch. Thì xây bằng gạch thì chúng ta sẽ dễ điều chỉnh cái vị trí uốn lượn, sẽ rất là dễ dàng. Và sau đó chúng ta sẽ tô và ốp gạch bên ngoài. Phía trên chúng ta sẽ làm một cái mặt nằm bằng đá granite. Đá này là đá kim sa trung. Kim sa trung. Bên dưới thì chúng ta sẽ mua những cái loại đá một hai đen bình thường như thế này, chúng ta sẽ để vào bên dưới. Bên trên thì chúng ta chỉ cần mua những cái hòn sỏi màu trắng này. Chúng ta rải một lớp này nữa trên thì nó sẽ che cái lớp đá đen ở dưới, và chúng ta đỡ tốn cái lớp đá tráng, đá sỏi tráng trên này. Chúng ta chỉ tốn một lớp này ở trên thôi, nhìn rất là đẹp. Bên trên thì chỉ các bạn sử dụng những cái thảm cỏ bằng nhựa này. Đây là thảm cỏ nhựa chúng ta đặt lên trên. Ở đây thì có giá trị nhất là những cái chậu cây và 3 cái cục đá lớn như thế này để làm tâm điểm chính của cái tiểu cảnh như thế này. Đá này nặng khoảng 60kg, được chủ nhà đem từ Đắk Lắk về, rất là kỳ công.
rất là nghệ thuật. Anh chủ nhà công trình này thì rất có khéo tay, làm nhiều thứ rất là đẹp. Những cái mảng tường như thế này thì bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng để làm những cái tủ, thì để mà chui vào để vệ sinh những cái hốc hác như thế này thì rất là khó khăn. Thay vì đó chúng ta sẽ làm những cái tiểu cảnh như thế này thì nó vừa đẹp và vừa cũng dễ vệ sinh nữa. Cái này là một cái loại tiểu cảnh khô, thì trong nhà thì chúng ta nên làm những cái tiểu cảnh khô như thế này, vì khi mà chúng ta làm tiểu cảnh có nước thì nó rất là dễ bị meo, mấy cái rong rêu nó thường mọc và muỗi rồi nó thường gây cho ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Trừ khi chúng đó là một cái loại tiểu cảnh phong thủy thì chúng ta bắt buộc phải làm. Này thì chúng ta sau này chúng ta vệ sinh nó cũng dễ. Ví dụ cái loại đá tráng này mà nếu nó có bị rong rêu thì chúng ta chỉ lấy ra và chà lại thôi, đơn giản. Thì phía cuối phía sau chúng tôi cũng đã chừa lại một cái ống, ống đi thoát nước. Nếu mà có bị rò rỉ nước hoặc là nước bị tràn vào này thì chúng ta có thể thoát bằng những cái ống, ống đã chờ sẵn. Công trình này thì đây là cái cầu thang nằm dưới một cái cầu thang bộ, cầu thang chích dắt. Cầu thang chích dắt thì bản thân của nó đã được đổ bằng hoàn toàn bằng bê tông. Chích dắt như những bậc cầu thang nó đã đẹp sẵn rồi. Thêm một cái tiểu cảnh này nữa thì cái vị trí dưới gầm cầu thang này là tuyệt đẹp. Đây, nhìn xa xa thì nó rất là sống động, rất tuyệt đẹp. Phía bên sau ngôi nhà thì cũng chúng ta sẽ tiến hành trang trí những cái bức tường hình chữ Z, bức tường phía sau để làm cho phía sau nhà nó cứng cáp hơn. Thì cái vị trí trang trí thì đây là cách trang trí, nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần vẽ lên tường theo những cái ý thích chúng ta mong muốn. Chúng ta ghép những cái loại gạch và đá, đây là đá tự nhiên, những cái đá tự nhiên khác nhau và để trang trí thì nó sẽ điểm nhấn cho cả nguyên một bức tường phía sau. Đây là một cái hồ cá, một cái cảnh nằm phía cái hành lang phía sân sau của nhà. Thì không gian này rất là thoáng mát, rộng rãi. Ta để một hồ cá nó vừa trang điểm cho cái hành lang, vừa có thêm sức sống nữa. Nhìn cảnh quan của nhà rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những cái video khác để cho các quý vị có thể tham khảo thêm. Xin chân thành cảm ơn.